Rồi các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp một tuyến chuẩn nữa, tiến từ thành phố Hồ Chí Minh theo đường cao tốc Long Thành, chúng ta đi Dầu Giây. Tuyến này khoảng dài khoảng chừng hơn 55 cây số. Tuyến này thì rất khó thuyết minh các bạn, bởi vì đi trên đường cao tốc thì không có nhiều đối tượng để mình thuyết minh. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ giúp đỡ các bạn sẽ thuyết minh được cái tuyến này tương đối đầy đủ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát từ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể giới thiệu về sông Sài Gòn nè, rồi chúng ta có thể giới thiệu được đồn Cái Trê và đồn Vàm Cỏ. Ngày xa xưa lúc mà Pháp khi mà tấn công vào đó thì hai cái đồn này hiện nay nó nằm ở vị trí ở đầu hầm Thủ Thiêm đó các bạn, mấy bên quận nhất hoặc cũng như là bên quận 2 đó. Thì ngày 15 tháng 2 năm 1859, Pháp đánh đến gần cái khu vực đồn, thì hai bên cho pháo qua pháo lại rất là dữ dội. Cho đến tận trưa ngày 16 tháng 2 thì hai cái đồn này mới thất thủ các bạn, thì Pháp mới bắt đầu mới cho tấn công vào thành Gia Định. Thì Pháp đã sử dụng những cái người ở cái vùng đất Gia Định này trước đó lén vào cái chỗ bến tàu của chúng ta, nằm ngay chỗ Thảo Cầm Viên ngày nay đó, ngay cái rạch Thị Nghè đó, thì ngay chỗ này chính là cái bến tàu của chúng ta, bến tàu chiến của chúng ta, đã chở đầy thuốc súng ở trên đó cũng như là chuẩn bị cho cái cuộc tấn công, dùng những cái tàu nhỏ nhẹ lướt nhanh thật là nhanh ở trên đó, chứa đầy cái thuốc súng rồi tấn công chiếc hạm đội của những cái hạm đội của Pháp. Nhưng mà cái ý đồ này của Việt Nam chúng ta đã bị thất bại, vì Pháp đã biết trước cái tình hình đó và cho người lẻn đốt những cái tàu chiến của chúng ta đậu trong cái ụ chiến đấu ngay chỗ Thảo Cầm Viên. Tới ngày 17 tháng 2 thì Pháp mới đánh trực diện vào cái cổng thành Lê Duẩn các bạn, cái cổng chính đó, nó nằm ở đường Lê Duẩn với đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay đó. Thì Pháp cho bộ binh đánh theo đường Tôn Đức Thắng ngày nay, tiến thẳng vào thành. Thì cái thành này, cái thành Phụng này các bạn, nó cao khoảng chừng 4,7 mét thôi. Thì Pháp ban đầu là cho pháo nã vào và thành suốt buổi sáng, rồi sau đó cho bộ binh tấn công vào. Thì đến trưa ngày 17 tháng 2 thì Pháp đã làm chủ được cái tình hình, Pháp đã chiếm được cái thành Gia Định luôn. Thì nếu mà còn các chuyên gia lịch sử cho rằng nếu còn cái thành Gia Định cũ thì không dễ mất thành đâu. Tại vì cái thành cũ nó quá lớn các bạn ha, cái thời được xây dựng từ năm 1790 dưới thời vua Gia Long đó. Thì cái thành cũ đó là cái là nó nằm trên bốn cái trục đường, đó là Nguyễn Đình Chiểu nè, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn và đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay đó. Rồi sau này đó thời vua Minh Mạng năm 1835 mới xây lại cái thành Phụng, là cái thành này nhỏ hơn, là cái thành sau này Pháp Pháp chiếm đó, là nó gồm đường Nguyễn Đình Chiểu nè, đường Mạc Đĩnh Chi, đường Nguyễn Bính Khiêm, đường Lê Duẩn nè. Thì khi mà Pháp rời khỏi mặt trận Đà Nẵng thì Pháp nó xuôi 8 chiếc thuyền, 8 chiếc thuyền đi xuôi xuống miền Nam của mình, đã đánh vào cảng Vũng Tàu đó. Thì có 8 chiếc thuyền phải chừng 2.000 binh lính của Pháp cũng như người Tây Ban Nha đánh thuê đó. Thì tiến công vào sông Cần Giờ và gặp phải sự chống đối của dân quân của chúng ta mà rất là quyết liệt. Chúng ta thấy là từ ở cái đoạn đường từ ngay cái cảng Cần Giờ mà vô tới trong Sài Gòn chưa tới có mấy chục cây số thôi, mà Pháp phải mất hơn 5 ngày mới có thể là đánh vào được ngay cái khu vực Bến Nghé ngày nay của chúng ta được. Là sau đó là tới ngày 16 là mới đánh đánh chiếm được hai cái thành, hai cái đồn cuối cùng, đó là đồn Cá Trê và đồn Vàm Cỏ. Thì ngày xưa đó đồn Vàm Cỏ đó thì nằm bên quận nhất của chúng ta ngày nay, phía trước ngay chỗ đường Bến Bạch Đằng đó. Còn mấy bên kia quận 2, bên đầu hầm Thủ Thiêm mấy bên kia đó, thì bên kia là chính là đồn Cá Trê. Thì bên quận 2 hiện nay có rất nhiều cái địa danh mang là mang tên Cá Trê, chẳng hạn như rạch Cá Trê, rồi cầu Cá Trê lớn, cầu Cá Trê nhỏ. Như vậy là ngày xưa chắc có lẽ là khu vực này có rất nhiều Cá Trê, cho nên là dân gian người ta gọi là khu vực Cá Trê là như vậy. Cái đồn đóng trên đây cũng được mang tên là đồn Cá Trê. Ở khu vực Cần Giờ mà xuống tới khu vực thành Gia Định thì chúng ta có quá nhiều ụ chiến đấu, mỗi ụ chúng ta phải vài chục người tới 100 người. Như vậy là chống chống Pháp từ ở ngoài Cần Giờ mà cho vô tới cái khu vực trung tâm ở trong, chứ không phải là đợi giặc vô rồi bắt đầu mình mới chống nha các bạn nha. Như vậy là chúng ta chiến đấu rất là ngoan cường. Khoảng 5 ngày thì Pháp bắt đầu từ Cần Giờ mới vô được tới mới vô được tới cảng Bến Nghé các bạn. Rồi tới đây chúng ta có thể thuyết minh lại được cái khu vực bến cảng Nhà Rồng nè các bạn. Thì bến cảng Nhà Rồng được xây dựng từ năm 1863, hay còn gọi là sở của ông Năm đó. Do quan viên của người Pháp đã đu me cho xây dựng, bởi vì ngày xưa xây dựng trên đây nó có hai cái con rồng ở trên mái đó, cho nên người ta gọi là Nhà Rồng. Cho đến ngày 5 tháng 6 năm 1911 thì Nguyễn Ái Quốc đã đi tìm đường cứu nước trên con tàu Lafosse Traveler.
À, đó thì cái bắt đầu chúng ta đã đi trên cái con tàu này đi tìm đường cứu nước, à, chúng ta có thể thuyết minh lại và chúng ta thuyết minh được nhiều thứ ở trên cái bến cảng Nhà Rồng này. Hiện nay bến cảng Nhà Rồng này cũng là cái bảo tàng Hồ Chí Minh, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay cái bến cảng Nhà Rồng này cũng là một cái nơi mà chia tay của một cái mối tình rất là mà lãng mạn, đó là của bà Marguerite Duras và ông Huỳnh Thị Lê, là đại gia của khu vực Sa Đéc ngày xưa đó các bạn. Rồi để rồi cái ngày chia tay đó, cái ngày định mệnh chia tay đó, để làm cho bà Marguerite Duras phải nhớ thương, phải nhớ đến cái mối tình đầu tiên của bà. Cho nên sau này bà viết một cái tác phẩm cực kỳ nổi tiếng luôn, tác phẩm Le Mans, hay còn dịch dịch ra là Người Tình đó. Thì cái tác phẩm được dịch ra làm 43 thứ tiếng. Cho đến những năm thập niên 80 thì người ta cho xe cho quay cái bộ phim này, bối cảnh ở tại Việt Nam của chúng ta, bộ phim Người Tình. Nếu bạn nào chưa xem thì chúng ta về xem lại cái bộ phim này các bạn ha. Lúc bây giờ hai người chia tay thì Quỳnh Thị Lê chỉ biết ngồi trên chiếc limousine của mình, đứng trong một cái hẻm rồi nhìn lên tới cái nhìn nhìn qua cái cảng tàu. Cái cảng tàu chính là ngay chỗ bến cảng Nhà Rồng này. Thì cô người yêu của mình Marguerite Duras lên tàu và vẫy tay chào cái vùng đất Sài Gòn này, để lại cho cô ta rất nhiều kỷ niệm vui có buồn có. Và trước khi về nước thì cô cũng không hiểu vì sao mà cái mối tình của mình đẹp như vậy mà Quỳnh Thị Lê lại lại bị động tâm, không có từ giã một cách đàng hoàng. Và sau này chính vì cái nỗi nhớ nỗi niềm đó, bà viết một tác phẩm các bạn ha, Để Đời, đó là tác phẩm Le Mans. Đấy thì ở đây thì chúng ta có thể giới thiệu được nhiều thứ từ cái bến cảng Nhà Rồng này nữa. Và bến cảng Nhà Rồng hiện nay tôi nhắc lại các bạn ha, chính là cái biểu tượng của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, là chúng ta chợ Bến Thành các bạn. Rồi ở đây chúng ta có thể giới thiệu về hầm Thủ Thiêm các bạn. Hầm Thủ Thiêm được xây dựng từ năm 2005, hoàn thành năm 2011. Thì cái hầm này cao các bạn ha, chiều cao của nó gần tới 9 m lận, 8,9 m và dài gần cây số rưỡi các bạn. Thì cái hầm này được đúc từng đốt một, người ta đúc thành ba đốt mà đúc dày các bạn ha. Cái đích cái đáy cũng như cái nắp của hầm người ta đúc bằng bê tông tới khoảng 1,5 m lận. Còn hai bên thành thì nó dày tới 1 m các bạn. Đấy, đây là cái hầm chui qua sông Sài Gòn, đây là cái hầm chui đầu tiên của Việt Nam chúng ta luôn, giúp giảm tải cho cầu Sài Gòn cũng như là cầu Thủ Thiêm các bạn, cầu Thủ Thiêm 1 á. Đấy, thì cũng như là kết nối với các tuyến ở đường cao tốc, sau này là sân bay Long Thành, đi theo đại lộ Đông Tây đi ra đi về, tiếp tục nhập với đường cao tốc Mỹ Tho Tiền Giang, đi về theo hướng quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây các bạn. Rồi, tới đây thì chúng ta đã qua tới khu vực quận 2 thì chúng ta có thể giới thiệu được nhiều thứ về quận 2 nè. Quận 2 được tách ra từ quận Thủ Đức từ năm 1997, năm 1997 các bạn. Thì đô thị dự án là đô thị mới Thủ Thiêm đó các bạn. Sẽ trở thành một cái trung tâm về tài chính, về thương mại, dịch vụ của thành phố cũng như là cái diện tích về quy hoạch của nó thì cũng tương đối lớn các bạn ha, 657 hecta, gần 700 hecta. Thì quy hoạch cái khu này gồm có nhiều khu các bạn ha. Đó là cái khu trung tâm hành chính mới của thành phố Hồ Chí Minh, rồi trung tâm cái hồ hồ nước, rồi xây dựng những cái thành phố thông minh Ecomas City hoặc là Empire City đó, hoặc là của tập đoàn Vinhome, hoặc là Sila City, hoặc là những cái khu về sinh thái, khu vườn sinh thái cặp sông Sài Gòn các bạn. Thì trong tương lai thì khu đô thị Thủ Thiêm này là trở thành thành phố thông minh, đấy thành phố về thành phố hành chính các bạn. Thì hiện nay đó thì cái khu vực này người ta đang giải tỏa cũng như là người ta đang làm một số cái hạng mục rồi các bạn. Sắp tới đây ở trên sông Sài Gòn, ngoài nào ngoài những cái cầu mà hiện nay chúng ta thấy rồi, bắc qua khu vực quận 2, quận 9, thì cầu Thủ Thiêm 1, rồi xong rồi người ta mình đã đi qua cái hầm Thủ Thiêm rồi, rồi ở dưới kia dưới quận 7 là có cái cầu Phú Mỹ, thì sắp tới đây người ta sẽ xây dựng thêm ba cây cầu nữa các bạn. Ba cây cầu nữa, trong đó có cái cầu Thủ Thiêm 2. Cái cầu Thủ Thiêm 2 là bắt đầu ngay chỗ đầu đường Tôn Đức Thắng đó các bạn. Đó, Tôn Đức Thắng hiện nay người ta đang giải tỏa, người ta chuẩn bị làm cái cầu đó. Ngay đó sẽ mốt là sẽ là một cái trạm của xe điện ngầm luôn đó các bạn. Thì ngay đó mốt sẽ có cái cầu bắc qua khu vực Thủ Thiêm luôn. Rồi cái cầu đó là cầu Thủ Thiêm 2, rồi người ta sẽ làm cái cầu Thủ Thiêm, người ta sẽ làm cái cầu đi bộ các bạn.
người ta làm thêm một cái cầu đi bộ nữa là bắt đầu ngay cho bến phà Thủ Thiêm cũ đó, bắc qua bên quận 2 cũng là ngay cái bến phà Thủ Thiêm cũ, rồi ngay cái bến phà đó đi lên, đi thẳng lên sẽ là một cái nhà hát rất là lớn cũng như là trung tâm vui chơi giải trí của khu đô thị mới Thủ Thiêm luôn các bạn. Rồi người ta bên cạnh đó người ta sẽ xây thêm cái cầu Thủ Thiêm 3, nó nằm bắc qua quận 4, rồi một cái cây cầu nữa là Thủ Thiêm 4 sẽ bắt đầu từ quận 7 mà kết nối bắc qua ngay với khu vực biển, khu vực quận Sơn Nguyễn cặp sông Sài Gòn bên quận 2 đó các bạn ha. Đấy thì đó là những cái dự án lớn của Thủ Thiêm đấy. Trong cái sơ đồ đó các bạn nhìn cái vùng đất Thủ Thiêm này nó giống như có một cái giọt sữa đó các bạn ha, ấn rồi uống hình hình cung, thì cái vùng đất này phải nói là về phong thủy thì rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp nếu mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta về cơ quan hành chính mà được dời ra đây, coi phải nói đây là một cái phong thủy tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Thì ở bên quận 2 này báo chí đăng rất là nhiều về cái trường hợp là cái con đường, bốn cái tuyến đường bên đây là tuyến đường mắc nhất hành tinh đó các bạn. Thì do đầu tư về cái vùng đất này không có giải phóng mặt bằng nhiều, tốn tiền giải phóng mặt bằng nhiều, nhưng mà về cái số tiền mà bỏ ra để làm 1 km đường ở bên khu vực quận 2 này tương ứng với khoảng 1.000 tỷ cho 1 km các bạn. Thì bốn cái con đường vành đai này đó nó chưa tới 12 km mà người ta đã làm cái chi phí dự án cho làm cái bốn cái tuyến đường này đó là hơn 12.000 tỷ các bạn. Như vậy là trung bình 1 km là khoảng 1.000 tỷ hơn. Thì đại lộ Đông Tây với chiều dài là hơn 22 km các bạn, từ cả ba cắt lái mà cắt với quốc lộ 52 đó các bạn ở hướng đông, rồi sau đó là chạy theo đường Mai Chí Thọ và sau đó qua Hầm Chui rồi đi qua cái khu vực đường đại lộ Võ Văn Kiệt, đi thẳng theo hướng tây và chúng ta sẽ tới huyện Bình Chánh cắt quốc lộ 1 các bạn. Thì đây là một cái con đường rất là hay ho để kết nối với đường cao tốc Long Thành với đường cao tốc đi Mỹ Tho, bởi vì sau trong tương lai chúng ta sẽ có cái tuyến sân bay Long Thành đó, thì cái đường này sẽ đi tránh ngoài, sẽ đi theo cái con đường cao tốc và đi dẫn vào kết nối giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ luôn. Rồi tới đây chúng ta sẽ cũng giới thiệu được cái đại lộ Mai Chí Thọ đó, về đồng chí Mai Chí Thọ. Mai Chí Thọ là đại tướng đầu tiên của ngành công an nhân dân Việt Nam của chúng ta các bạn ha, từng là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta từ năm 1979 và là cũng là bí thư luôn, bí thư thành phố Hồ Chí Minh năm 1800 năm 1986 các bạn. Rồi sau đó là được được điều về Hà Nội làm thứ trưởng Bộ Nội vụ, rồi sau đó làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ các bạn. Và cho đến năm 1989 thì được phong làm đại tướng các bạn ha, được phong làm đại tướng. Đây là đại tướng đầu tiên của ngành công an nhân dân Việt Nam của chúng ta. Đây các bạn, thì đó là cái sơ lược về đồng chí Mai Chí Thọ. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến cái đường cao tốc Dầu Giây các bạn ha. Mình sẽ tới đây, mình sẽ rẽ bên tay phải là mình đi theo đường cao tốc, còn mình đi thẳng luôn là tiếp tục đi theo con đường Mai Chí Thọ rồi các bạn. Theo con đường Mai Chí Thọ mình sẽ tới ngã ba Cắt Lái luôn các bạn, đụng quốc lộ 52. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ rẽ vô đường cao tốc đi Long Thành Dầu Giây. Thì cái tổng cái chiều dài của cái đoạn đường cao tốc này dài là 55,7 km các bạn. Nó thì cái đường này được xây dựng bắt đầu từ năm 2009 và hoàn thành toàn tuyến là năm 2015. Các bạn cái đoạn thông xe đầu tiên đó các bạn, thì đó là đoạn cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi tới quốc lộ 51 để rẽ đi Vũng Tàu đó các bạn, 24 km. Thì cái đoạn đường này thì được thông xe đầu tiên vào năm 2014. Đấy thì toàn tuyến này với tổng cái vốn đầu tư là hơn gần 21.000 tỷ các bạn ha, 21.000 tỷ cho cái tuyến đường cao tốc này. Đa số là tuyến đường cao tốc này người ta xây trên cao, người ta làm cầu người ta xây trên cao các bạn. Rồi thì sắp tới đây là do cái nhu cầu cũng như là hiện nay các bạn thấy là nhu cầu xe đi trên cái đoạn đường cao tốc này khá nhiều vào dịp thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và những cái ngày cuối tuần các bạn thấy là kẹt xe kinh khủng luôn. Cho nên là Sở Giao thông Vận tải của thành phố Hồ Chí Minh người ta sẽ có cái tính toán là phương án là mở rộng thêm cái tuyến đường cao tốc này, là bắt đầu từ ngã ba Vũng Tàu mà ngay chỗ Tư Long Thành đó các bạn, mà trở vô thành phố Hồ Chí Minh là người ta sẽ mở rộng ra làm 8 làn xe, hoặc là tới năm 2040 là người ta dự định là làm tới 10 làn xe được các bạn, để tránh cái tình trạng kẹt xe.
đi vào trong trung tâm. Hơn nữa đây là cái đoạn đường chính để đi dẫn vào trong thành phố Hồ Chí Minh, cho nên cái đoạn đường này là bắt đầu từ ở sân bay Long Thành mà vô trong trung tâm, mà nếu kẹt xe như vậy thì sẽ không ổn đâu. Ví dụ là các bạn có những cái công việc gì gấp vô trong trung tâm Sài Gòn đi họp đi hội, mà chúng ta bay từ những cái nơi khác thì không ổn một chút nào. Cho nên là chúng ta thấy là hiện nay là người ta dự định là sẽ mở rộng cái con đường cao tốc này, đặc biệt là từ đường ngã tư Long Thành mà vô trong tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình tiếp tục chạy theo cái đường dẫn vô cái đường cao tốc các bạn. Chúng ta thấy bên bên tay phải có theo cái con đường Võ Chí Công đó, thì chúng ta nếu mà rẽ về con đường Võ Chí Công này thì chúng ta sẽ đi qua về rẽ tay phải thì chúng ta sẽ đi được về cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ này bắt đi qua quận 7 đó các bạn, thì đây là một trong những cái tuyến đường chiến lược các bạn. Sau này có sân bay Long Thành đó các bạn, thì khách có nhu cầu đi qua quận 7 thì người ta tới đây người ta sẽ rẽ xuống quận 7. Hoặc là trong tương lai đó, cái dự án rất là lớn các bạn, cái dự án là xây dựng cái khu khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng nằm ở Cần Giờ và đã được phê duyệt rồi các bạn, khu lấn biển ra, khu lấn biển để làm khu du lịch sinh thái, khu du lịch nghỉ dưỡng các bạn, là một cái khu vui chơi tổng hợp rất là lớn. Cái khu du lịch này rộng tới, người ta dự án đầu tư lên tới gần 2.000 hectare lận các bạn. Đấy, cho nên là đây cũng là một trong những cái nơi mà sau này kết nối cho các tuyến du lịch từ ở sân bay Long Thành đi về đi ngang quận 7 cũng như là đi về Cần Giờ. Bởi vì trong tương lai người ta sẽ xây dựng một cái cầu nữa, người ta sẽ xây những cái cầu để bắc qua Cần Giờ các bạn. Thì và người ta sẽ kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu bằng những chiếc tàu cao tốc từ Cần Giờ đi 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 Vũng Tàu. Đấy, thì trong tương lai thì có những cái tuyến đường du lịch như vậy, cho nên là đó cũng là một cái điều đó cũng là một cái điều kiện hết sức là hay ho để cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở cái vùng đất Cần Giờ phát triển các bạn. Cầu Long Thành này được bắc qua sông Đồng Nai các bạn, dài 3,1 km và rộng 20 m, gần 20 m các bạn. Thiết kế với cái vận tốc chạy được tới 100 cây số một giờ luôn các bạn. Sông Đồng Nai ở đây mình có thể giới thiệu được sông Đồng Nai nữa nè. Sông Đồng Nai là bắt đầu từ cao nguyên Lâm Viên đấy, rồi sau đó là cao nguyên Lâm Viên này á, là cái bắt đầu nước là bắt đầu từ ở phía nam của dãy Trường Sơn đó các bạn. Đấy, cái con sông Đồng Nai này dài lắm chứ, dài tới 586 km lận, và sau đó gặp sông Sài Gòn rồi sau đó đổ ra biển luôn các bạn. Thì ở đây chúng ta có thể là chỉ khách hướng về mé tay trái được nè, bên tay trái của khách á, thì cái hướng này là cái hướng mà để đi về khu vực Cù Lô Phố. Thì Cù Lô Phố thì các bạn biết rồi, năm 1679 thì nhóm người Hoa do tướng Trần Thường Xuyên đã dẫn một nhóm binh lính cũng như là gia đình của họ đến cái vùng đất này, chọn cái vùng đất này để sinh sống, để phát triển và làm ăn buôn bán, và lập nên khu vực Cù Lao Phố là một cái khu vực buôn bán rất là sầm uất lúc vào thế kỷ thứ 17 đấy. Thì tại sao mà Trần Thường Xuyên chọn cái vùng đất Cù Lao Phố này chọn làm cái nơi để phát triển, thì cái khu vực này chúng ta thấy là từ đây mà từ cái khu vực Cù Lao Phố này mà ra biển để có thể là giao thương với các nước trong khu vực cũng như đi qua bên Campuchia một cách rất là dễ dàng. Rồi từ cái khu vực Cù Lao Phố này để mình bước lên trên qua đất liền, mình khai thác những cái lâm sản ở khu vực này cũng rất là dễ dàng. Cho nên là Trần Thường Xuyên đã chọn cái vùng Cù Lao Phố này để phát triển thành một cái khu phố xá buôn bán rất là sầm uất luôn các bạn. Sau khi mà Trần Thường Xuyên mất rồi thì người Hoa tín ngưỡng cũng như là trong đó có cộng đồng người Việt chúng ta cũng tín ngưỡng luôn. Cho nên là khu vực ở Đồng Nai này á, có những thứ mà không có phải là bằng văn bản nhưng mà người ta đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân luôn. Đó là người ta khi mà cất nhà mới đó là người ta không có ăn tân gia, bởi vì dân gian người ta cho rằng khi mà ông Trần Thường Xuyên đến đây đó, bởi vì ông ta bản thân là người Hoa cùng với nhóm lính cũng là người Hoa mà họ coi cái vùng đất ở phía Nam này, cái vùng đất Việt Nam để chỉ là một cái nơi là đất khách thôi, là cái nơi để ở trọ, ở trú đỡ thôi, để sau này có một cái điều kiện rồi họ quay trở về chính quốc, là gì quay về Trung Quốc, chứ họ không xem đó là cái nơi định cư lâu dài. Cho nên khi mà cất nhà mới á, là họ không có ăn tân gia, ăn mừng cái nhà mới. Nhưng mà theo các nhà lịch sử nghiên cứu đó, thì người ta cho rằng cái khu vực Đồng Nai này chính là cái đuôi của con rồng, còn cái đầu rồng đó thì nó nằm ở khu vực Phú Xuân,
Huế đó. Cho nên khi mà cất nhà đó có nghĩa là mình cất trên cái đuôi của con rồng. Nếu mà mình ăn tân gia đó có nghĩa là báo động cho thổ thần của khu vực này biết. Chẳng qua thì thổ thần cũng như là con rồng đó nó sẽ thức giấc, người ta nó sẽ biết được mình cất nhà, mình ăn mừng trên cái đuôi của nó, như vậy nó sẽ cựa quậy thì cái vùng đất này nó không yên ổn nữa. Chính vì cái này thì người ta nói là người ta trong dân gian người ta không bao giờ ăn tân gia khi làm nhà mới. Nó còn ở Đồng Nai thì cũng hiện nay cũng còn một cái tục nữa là không có bao giờ họ bận đồ đỏ hoặc là đi xe đỏ đi ra đường, bởi vì ngay ở trong miếu của vị tướng Trần Thường Xuyên này nè, ông phát áo đỏ trong cái miếu, miếu được sơn màu đỏ rồi bằng áo, cái áo toàn ở ngoài đó màu đỏ, cho nên người ta tín ngưỡng, vì tín ngưỡng cho nên là người dân Đồng Nai người ta không bao giờ người ta sợ phạm húy kỵ húy, cho nên là không bao giờ người ta bận đồ đỏ cũng như đi xe đỏ ra ngoài đường, người ta sợ ông trách quở không có tốt, đó là cái điểm xui. Rồi thì ngay cái chỗ cầu Quá An đó các bạn, mình nếu mà đi ngay vô cái cửa lỗ phố này mình chạy một đoạn nữa thì chúng ta sẽ tới cầu Quá An. Thì cách cái cửa lỗ phố này hoặc là cách cái cầu Quá An này không xa thì chúng ta sẽ đi theo con đường Phan Duy Trinh, chúng ta sẽ thẳng vào luôn ở trong. Nó có một cái đồn khi mà Pháp chiếm được gia đình của mình rồi, nó phá xong cái thành gia đình xong rồi, nó mang theo sông Đồng Nai, nó cũng đi lên cái khu vực Đồng Nai này nè. Năm 1861 nó đã chiếm được cái thành Đồng Nai luôn, nó phá tan bành luôn các bạn ha, người Pháp cho phá tan bành luôn. Rồi thì ở Đồng Nai, vùng đất Đồng Nai này có một cái vị tướng thời nhà Nguyễn các bạn, thời vua Tự Đức đó. Đấy, ông này rất là trung thành với vua. Khi mà Pháp đánh lên như vậy đó, đánh chiếm được thành Biên Hòa rồi, Đồng Nai rồi đó, thì ông Nguyễn Đức Ứng, ông này là một cái vị tướng đấy, bị thất trận ở cái đồn Biên Hòa rồi, thì ông cho binh lính kéo về cái vực Long Thành nè, là cái chỗ mà chúng ta đi ngang tới nè. Đấy, kéo về cái vực Long Thành này, nhưng mà khi mà ông kéo quân về khu vực này để chống lại Pháp thì Pháp đi tàu theo cái sông Đồng Nai nè, dí theo một nhóm là theo là bộ binh, còn một nhóm là đi bằng tàu. Các bạn dí theo và bản thân ông ta bị trúng đạn và mất cái vùng đất Long Thành này. Đấy, và ông đã tử trận trên cái vùng đất Long Thành Đồng Nai này. Ngay ngã tư Long Thành này các bạn, nếu mà chúng ta rẽ tay trái đó các bạn ha, tới ngày nay mình sẽ rẽ tay trái, mình chạy hoài luôn đó, thì tới ngay cái tổng kho căn cứ Long Bình. Mà tổng kho căn cứ Long Bình này được xây dựng từ năm 1966 các bạn. Tổng kho căn cứ Long Bình rất là lớn, khoảng 24 km vuông. Thì cái chỗ tổng kho căn cứ Long Bình này là người Mỹ sử dụng cái chiến thuật tìm diệt cũng như là chiến tranh đặc biệt đó các bạn. Thì họ đã sử dụng cái kho này là cái nơi mà chứa tất cả các phương tiện để phục vụ cho chiến tranh. Cho nên là họ làm rất là hoành tráng và rất là to. Những cái chiếc hạm đội bắt đầu từ ở ngoài biển, nó chạy vào theo cái sông Lòng Tàu, nó đi vô cái sông Đồng Nai các bạn, để nó cung cấp tất cả những cái khí tài, khí giới cũng như là xăng cho cái kho Biên Hòa này, tổng kho căn cứ Long Bình này. Thì nắm được cái tình hình đó cho nên là lực lượng đặc công của đường sát của chúng ta đó các bạn, thì thường bám theo những cái chiếc tàu, những chiếc hạm đội to lớn này để mà đánh phá bằng thủy lôi các bạn. Và một trong những cái trận chiến là năm 1966 các bạn ha, là chúng ta đánh cháy một cái chiếc một chiếc tàu rất là lớn chở khí giới của Mỹ sang để cung cấp cái nguồn khí giới này cho cái kho căn cứ Long Bình này các bạn. Năm 1966 cái chiếc hạm này nó lớn tới 10.000 tấn nè các bạn ha. Rồi đến năm 1968 thì chúng ta đánh trên cái ngay cái khu vực Nhà Bè đó các bạn, chúng ta đánh cháy cái tàu chở xăng dầu, cái tàu chở xăng dầu rất là lớn luôn các bạn ha, 13.000 tấn đấy, thì cũng bị đặc công của chúng ta đánh trong cái trận sông Lòng Tàu đó. Và chúng ta đã làm cho người Mỹ rất là hoang mang trong họ, và họ rất là sợ khi mà phải đi trên cái đường thủy. Rồi đặc biệt là những cái chiến công của đặc công Vàm Sát các bạn. Vàm Sát thì hiện nay nó không phải là khu vực Cần Giờ không các bạn ha, mà nó kéo dài qua tới Bà Rịa Vũng Tàu, tới Nhân Trạch, Long Thành, Đồng Nai luôn đó các bạn. Thì đó, ngày xưa là đặc công của chúng ta sống ở khu vực này gọi là khu vực Vàm Sát đó rất là nhiều.
Cho nên năm 1966 thì đặc công của chúng ta cũng đã từ ở khu vực Vàm Sát này các bạn, kết hợp với nhân dân ở khu vực Nhân Trạch đó các bạn, đánh và tiêu diệt được lực lượng của Mỹ khá nhiều các bạn, tiêu diệt được khoảng 6 chiếc trực thăng và 5 chiếc xe tăng đấy của nhân dân Nhân Trạch, cùng với kết hợp với đặc công của Vàm Sát đánh cái trận này ngày 27 ngày 28 tháng 4 năm 1975. Thì lực lượng cách mạng của chúng ta đã tiến bắt đầu từ ở Bình Tây Phước Ti, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, đến khu vực tỉnh lỵ Long Thành này các bạn. Thì chúng ta không có tiến vô được nữa, bởi vì bị chống đối rất là quyết liệt, cho nên chúng ta không có tiến vào được. Bởi vì họ đã giác cái súng Đại Liên đó, họ để trên cái tháp nước đó, cái tháp nước ngay cái chỗ Long Thành này đấy, cho nên lực lượng cách mạng chúng ta không thể nào tiến vào được. Ở trên này họ xả xuống, họ thấy chúng ta ở trên cao đó, họ thấy chúng ta là họ xả xuống, cho nên là lúc bây giờ chúng ta cử một đội xe tăng các bạn canh ngay cái tháp nước và bắn các bạn, và bắn chúng ta bắn 3 phát là trúng đủ 3 phát vào cái bồn nước rồi luôn. Và ba cái anh mà đứng trên tháp nước và bắn chết tại chỗ các bạn. Thì chúng ta mới tấn công và chiếm được cái tỉnh Long Thành này các bạn. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ chỉ khách ngay ngã tư Long Thành này, nếu mà chúng ta để trái thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái khu vực chạy theo quốc lộ 51 ngược về hướng Đồng Nai đó các bạn. Thì chúng ta sẽ đi vô trung tâm của huyện Long Thành. Thì ngay chỗ này nó có những cái chỗ dừng chân đi ăn sáng, chẳng hạn như là Mekong Rest Stop hoặc là cái chỗ trang trại bò sữa Long Thành. Thì cái chỗ trang trại bò sữa Long Thành, cái chỗ trang trại đó thì được thành lập từ năm 1997 các bạn. Thì hiện nay cái trang trại bò sữa Long Thành này được xây dựng thì thành nhiều cái khu giới thiệu sản phẩm của mình, để dành cho khách mua những cái sản phẩm từ sữa rồi bánh kẹo các bạn, cũng như là cái khu chính là cái khu ngay chỗ Long Thành đó, thì nó rộng tới 48 hecta. Thì hiện tại là cái tổng công ty bò sữa Long Thành này, người ta xây dựng nhiều cái hạng mục khác nhau để cho khách vui chơi giải trí, rồi công viên nước, rồi có sân khấu vân vân. Thì hiện nay là công ty sữa Long Thành đã xây dựng được 7 trạm dừng chân để là cái nơi để giới thiệu sản phẩm, cũng như là cho khách tiện việc mua sắm những cái sản phẩm từ công ty bò sữa. Thì tới đây thì tới ngã tư Long Thành thì chúng ta có hết đường cao tốc. Nếu mà bạn nào mà đi Vũng Tàu thì chúng ta rẽ tay phải, chúng ta tiếp tục đi Vũng Tàu các bạn nha, theo quốc lộ 51. Còn bạn nào muốn đi vô trại bò sữa Long Thành hoặc là ăn sáng ở tại Mekong Rest Stop Long Thành thì chúng ta rẽ tay trái, chúng ta chạy một chút xíu là chúng ta tới được ha. Rồi không là chúng ta sẽ đi thẳng các bạn nha, tiếp tục là chúng ta thì đi thẳng theo đường cao tốc để chúng ta đi tới Dầu Giây. Thì cái khu này là trồng rất nhiều cây cao su các bạn, khu nơi này được trồng rất nhiều cây cao su. Cây cao su ở khu vực này được trồng từ thời Pháp mới vào khai khẩn cái vùng đất này, và họ cho trồng rất nhiều cái cây cao su. Và đặc biệt là cái khu vực này, ngày xưa những cái người mà đồn điền ở đây người ta rất là ác các bạn. Theo những cái người lớn tuổi ở đây kể lại ngày xưa đó, là những cái người mà chủ đồn điền này nè cực kỳ ác với người Việt chúng ta, bởi vì những người chủ đồn điền này đa số là thân Pháp đó các bạn, cho nên là cực kỳ ác với người Việt chúng ta luôn. Họ bắt người Việt của chúng ta, những cái người công nhân làm trong đồn điền này là phải sử dụng ma túy, bởi vì cái thời Pháp mới vô đó các bạn, thì họ có cái nhà máy sản xuất ma túy là nằm phía sau cái nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh của mình đó, đấy đường Hai Bà Trưng đó các bạn. Thì ngoài ra họ còn có nhà máy sản xuất rượu bia đấy, thì họ thay vì họ trả cái tiền lương cho công nhân thì họ trả bằng ma túy các bạn. Họ trừ thẳng vào cái tiền lương của công nhân luôn. Rồi kể cả người nào mà không sử dụng ma túy thì họ ép bằng cách là uống rượu. Không uống rượu cũng phải uống. Họ quy bình quân ra đầu người, chẳng hạn như cái khu vực đó là ví dụ là có 50 công nhân là phải 100 lít. Như vậy đó, là mỗi người 2 lít bắt buộc. Đấy. Họ uống không uống gì họ cũng trừ vô thẳng hết vào trong cái tiền lương đó các bạn. Cho nên là bao nhiêu cũng không có tiền hết. Rồi bắt đầu sinh ra những cái công nhân đậu trong đồn điền này là nghiện rượu, rồi nghiện xì ke ma túy. Trên ngày xưa mình đã nghe cái câu là cao su đi dậy có về đó, khi đi trai tráng khi về bụng beo, nó bóc lột cái sức lao động của chúng ta hết kiệt quệ luôn, rồi còn cho sử dụng ma túy cũng như là rượu luôn. Đấy các bạn, người nào mà chống đối không có sử dụng rượu cũng như là lấy rượu của người Pháp để uống thì bị su cao thế nào, cũng như có thể đi bị đánh đập cho tới chết. Như vậy là cái khu vực này là cái khu vực mà rất là ác liệt luôn các bạn ha. Đấy,
Thì và một trong những cái trận và một trong những cái trận mà nổi dậy diệt ác các bạn ha, nổi tiếng là cái trận diệt ác của tay sai. Tay sai của Pháp là Trần Bá Hữu năm 1800, năm 1881 là tại cái khu vực Long Thành này các bạn. Đấy. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường cao tốc nữa các bạn, hướng ra hướng tới Dầu Giây. Thì cái khu vực này mé bên tay phải các bạn, đây là cái khu vực mà sau này người ta sẽ dự án làm một cái sân bay rất là lớn các bạn ha. Đấy, cái sân bay Long Thành, sân bay này cách thành phố Hồ Chí Minh 40 cây số các bạn. Đấy, cái sân bay này được thiết kế theo cái hình bông sen. Theo cái hình bông sen thì còn có bốn cái nhà ga, công suất cho cái công suất đón khách cho bốn nhà ga này là khoảng 100 triệu khách trên một năm các bạn. Thì cái đường băng của hiện nay, đường băng của Tân Sơn Nhất hiện nay đó thì không có đáp ứng được cho về cơ sở hạ tầng cho những cái chiếc máy bay lớn chẳng hạn như là Airbus 380 hoặc là Boeing 747 để đáp xuống sân bay Tân Nhất. Thì sắp tới đây là cái sân bay mới đó, sân bay mới của mình là ở Long Thành đó, thì đây là cái sân bay mà có khả năng chịu tải lớn để cho những cái chiếc máy bay siêu trường siêu trọng có thể đáp được xuống sân bay này. Thì dự kiến đến năm 2025 thì cái hoàn thành được cái giai đoạn 1 là chúng ta sẽ mở được một cái nhà băng để cho máy bay lên và xuống. Thì dự định chúng ta sẽ đón được khoảng chừng 25 triệu lượt khách quốc tế đến năm 2025, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục giai đoạn 2 là tiếp tục hoàn thiện đến khi nào mà hoàn thành được những cái nhà ga còn lại. Thì hiện tại Đồng Nai đang gấp rút bàn giao cái mặt bằng để làm cái sân bay này trong cái trong những cái địa danh mà được giải phóng mặt bằng để làm cái sân bay. Thì có một nguyên một cái xã các bạn, người ta giải phóng giải tỏa trắng hết nguyên một xã để làm cái sân bay luôn, đó là xã Suối Trầu. Xã Suối Trầu các bạn nhìn cái bản đồ đó thì nguyên cái xã Suối Trầu này sau này sẽ được bị giải tỏa trắng luôn để người ta làm cái sân bay. Tới đây thì chúng ta đã sắp tới cái khu vực Dầu Giây rồi, tới tới hết đường cao tốc rồi. Các bạn sẽ rẽ hết đường cao tốc thì chúng ta rẽ tay trái các bạn ha, chúng ta rẽ tay trái chúng ta chạy một đoạn là tới ngã ba Dầu Giây. Còn nếu mà chúng ta rẽ phải là thì tiếp tục theo quốc lộ 1 chúng ta đi Phan Thiết đó các bạn. Thì bắt đầu quý 3 của năm 2020 thì người ta sẽ tiếp tục xây dựng một cái tuyến đường cao tốc mới, là bắt đầu nối với cái tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Thì người ta sẽ làm tiếp thêm một cái tuyến đường đó là từ ngay Dầu Giây đi Phan Thiết các bạn, chiều dài là tới 99 km. Như vậy là từ Thành phố Hồ Chí Minh mà nếu mà chúng ta đi theo quốc lộ 1 cũ là nó tốn hơn 200 cây số, nhưng mà sau khi mà chúng ta kết nối được cái đường cao tốc này cũng như là cái đường cao tốc của Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây và dây này mà đi tới Phan Thiết thì khoảng 99 cây nữa, như vậy cộng với 55 cây kia nữa thì như vậy là rút ngắn được khoảng chừng hơn 60 cây số các bạn ha. Từ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà muốn đi Phan Thiết sau này sẽ được giảm xuống khoảng 60 cây số nữa. Rồi, như vậy là tuyến Thiết Minh từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tôi xin tạm dừng ở đây. Các bạn về nhớ soạn bài các bạn ha. Tuyến này có nhiều chuyện để nói. Các bạn cứ soạn bài theo những gì mà tôi đã chia sẻ, hoặc là các bạn soạn nó sâu hơn, hoặc là các bạn tìm kiếm những cái thông tin, những cái tư liệu quanh trên cái tuyến đường đi của mình đó, để mình có nhiều cái tư liệu để thuyết minh cho khách nghe hay hơn nha các bạn ha. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công.